Chào mừng các bạn đến với bài thứ hai của khóa học thiết kế web bằng cách sử dụng WordPress. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tên miền bằng cái trang Namecheap. Thì cái trang Namecheap này là một cái trang rất là nổi tiếng. Thì các bạn đi vào cái đường dẫn này, tìm hiểu máy tính.com xong gạch ngang Namecheap để mà vào cái trang chính của nó. Bây giờ mình chuyển sang cái đường link này nhé. Các bạn gõ tìm hiểu máy tính, sau đó bấm Namecheap thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang khác là trang chính của Namecheap. Thì để mua được cái trang web riêng của mình thì các bạn gõ vào đây để mà kiếm. Thì cái quá trình tìm kiếm này là các bạn đã thực hiện sẵn, các bạn suy nghĩ và tìm ra sẵn một cái tên thích hợp cho mình rồi thì chúng ta mới đến cái bước này. Ví dụ như là các bạn tìm hiểu máy tính.com, sau đó bấm search thì các bạn thấy là cái tên domain này nó không còn nữa, người ta đã lấy rồi. Thì các bạn có thể chọn những cái đuôi khác giống như là .co.us là hoặc là chấm bất cứ cái gì khác mà bạn thích. Nếu mà các bạn thích chấm cơm á thì các bạn bắt buộc phải tìm một tên khác riêng biệt cho mình. Thì các bạn tìm đến khi nào mà nó, ví dụ như là mình đánh một đại một cái tên nha, mục tiêu chỉ là để cho nó thấy là cái tên nó vẫn còn xài được. Ví dụ như chấm một đi, search. Ok, thì cái trang này nó là nó available, các bạn có thể sử dụng được nó. Đây là ví dụ thôi nha, còn cái tên miền thiệt của các bạn thì các bạn tự đánh vào, tự kiểm tra xem nó có còn hay không. Nếu mà không còn thì các bạn phải suy nghĩ là một cái tên khác. Ví dụ như là các bạn đã tìm được cái tên ưng ý và nó vẫn còn thì sau đó các bạn nhấn bấm cái nút Add to Cart. Thì giá của một năm là khoảng 14 đô. Một cái điểm lợi thế của việc mua tên miền nước ngoài á, trang web của bạn nó không có bị cấm, không có bị lấy một cách ngẫu nhiên. Nếu mà các bạn nhớ được đến cái trường hợp mà 2VL á, trang tên miền bị mất, đúng không? Cho nên là các bạn xài sản phẩm quốc tế thì nó sẽ bảo đảm hơn nhiều, với lại họ có sự hỗ trợ rất là chuyên nghiệp. Các bạn muốn hỏi gì cứ có điện thoại gọi, hoặc là họ có chat online, hoặc là gửi cái ticket thì họ sẽ hỗ trợ cho các bạn. Ok, các bạn bấm vào đây, sau đó các bạn nhấn View Card. Sau khi đồng ý thì các bạn nhấn Confirm Order. Các bạn phải tạo một cái tài khoản trước để mà có thể quản lý được cái tên miền của mình. Thì mình ví dụ mình sẽ đăng nhập vô cái trang tài khoản của mình để mà mình tiếp tục thanh toán. Các bạn có hai cái lựa chọn thanh toán. Một là thanh toán bằng cái thẻ Visa ngân hàng của mình. Thì nếu mà các bạn không có thì các bạn ra ngân hàng các bạn làm có thể Visa của ngân hàng Đông Á hoặc là ngân hàng ACB gì đó cũng có thể thanh toán được. Nếu không thì các bạn cứ thanh toán bằng tài khoản PayPal thôi. Thì sau khi thanh toán thì các bạn nhấn Continue. Thì khi mà các bạn nhấn Continue thì họ sẽ đưa ra một cái trang khác để mà các bạn có thể điền được cái thông tin của mình vào. Thì trong trường hợp này mình sẽ ví dụ trả bằng PayPal nha. Thì các bạn gọi Checkout with PayPal thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang của PayPal để mà các bạn nhập tài khoản vào. Thì các bạn cần phải có tài khoản của PayPal, nếu mà chưa có thì các bạn nhấn đăng ký ở đây. Thì mình sẽ dừng ở bước này. Các bạn có thể sử dụng một trong hai cách là bằng thẻ ngân hàng hoặc là tài khoản PayPal, tùy theo cái điều kiện của các bạn.
Bây giờ mình sẽ quay lại cái trang nem chip. Thì đây là tài khoản của mình. Thì sau khi các bạn thanh toán rồi thì các bạn có thể vào cái tài khoản của mình để mà xem cái thông tin về cái tên miền mà mình đã thực hiện. Thì trong cái ví dụ này mình đã mua một cái tên miền là imac-history.ca. Thì trong cái giao diện của cái Namecheap thì các bạn quản lý thông tin tên miền này nằm ở đây. Trong bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn cái hosting dùng để chứa trong web, bởi vì các bạn phải gắn cái tên miền của mình vào cái hosting đó thì các bạn mới có thể được tạo được nội dung của trang web, bởi vì cái này chỉ là cái domain name thôi, nó chưa có gì hết. Ok, thì mình chuyển sang cái bài tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.